Con này đi mít với con này khó chịu phết, nó trả đùa. Mình không có tiếng ở BK đó nha. Đầu game mình đi kèo nó hơi mệt, nhưng mà tiếng được mình hơn là mình đi kèo sẽ thoải mái hả. Tôi chỉ đang chờ một khoảnh khắc ông on nhưng với tôi không mà. Thì ông tôi yếu cái mã yếu liền cái gì vậy, cái mã mạnh bây giờ tí nữa yếu liền. Đép tôi cái mic, cái thả sẽ giảm mic này. Con thai lên có cái gì chạy ra mít mình quay, chạy xuống bót mình quay, chạy ra mít mình quay, chạy xuống bót mình quay vậy. Thằng này bán đồ FB rồi, FB bán đồ FB đi cho nè. Bán đồ FB, có đồ FB mà cắm mắt không đi farm, trời cái thằng này rác dễ rồi. Buổi tối toàn người tôi xích, tới khuya toàn thấy người tôi xích, nãy giờ toàn thấy mấy ông tôi xích ở đâu đâu à, toàn là những người tôi xích không, đéo thấy được một ông nào kiểu tử tế một tí. Đánh này đánh nữa.
Hai thằng nãy vẫn đang đứng chửi nhau mà. Rất là tích cực. Từ nãy giờ mình đang nghĩ là tại sao nó không nhường nhau được một câu nhỉ? Chỉ cần một thằng im là hai thằng nó sẽ không, thằng kia còn lại nó sẽ không nói gì nữa mà. Ở cái nhất thiết nó phải. Đấy, nhất thiết nó phải thằng nói qua một câu là thằng phải nói về câu như vậy. Đây, đây là một đôi, đây là một đôi kể giống. Nhưng là chắc là ổn, mình lo được không? Em ơi, đi ra ông biết em. Win hả? Mình có cày với lại đu á nè, hiện tại đang có cái ưu đãi hơi bị to bự ở trong cái vòng tròn này. Ông nào cần hay là gì đó thì có thể gửi tin nhắn cho mình.